Phát biểu tại cuộc họp thường niên ở Vandai vào tháng 10 năm 2023, Vladimir Putin tự tin tuyên bố rằng Odessa ở Biển Đen của Ukraine chắc chắn là một thành phố của Nga. Nhà độc tài Điện Kremlin từ lâu đã nổi tiếng với việc phủ nhận tư cách nhà nước Ukraine một cách thản nhiên như vậy. Nhưng trong trường hợp này, ông ta không thể nào sai lầm hơn được. Trong khi Odessa có một di sản phong phú về mối quan hệ với quá khứ đế quốc Nga và Liên Xô, cuộc xâm lược toàn diện của Putin đã dứt khoát khiến thành phố này rời xa Moscow và củng cố vị thế là thủ đô phía nam của Ukraine độc lập. Thảo Phi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, khi Nga lần đầu tiên phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Odessa là một trong những mục tiêu chính của Điện Kremlin. Việc chiếm được thành phố cảng của Ukraine sẽ cho phép Moscow cắt đứt hoàn toàn Ukraine khỏi Biển Đen và buộc quốc gia mới không có biển này phải chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, con đường tiến tới Odessa của quân xâm lược đã bị quân đội Ukraine chặn lại tại Mykolaiv. Trong khi đó, người dân Odessa tập hợp lại để chuẩn bị phòng thủ cho thành phố, củng cố các bãi biển và khu vực ven biển nhằm ngăn chặn hải quân Nga thực hiện bất kỳ cuộc đổ bộ nào. Việc giữ vững Odessa giúp cho cuộc chiến năm 2023 của Ukraine có một điểm sáng là giành thắng lợi quan trọng trong trận chiến Biển Đen. Thay vì trở thành viên ngọc quý trên vương miện của đế chế Ukraine mới của Putin, Odessa giờ đây đã nổi lên như một trung tâm của chiến dịch quân sự ngày càng thành công của Ukraine nhằm giành chiến thắng trong trận chiến Biển Đen. Quá trình này đã được tiến hành kể từ những tuần đầu của cuộc chiến. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc để các tàu chiến Nga ra khỏi lãnh hải của Ukraine gần Odessa, bắt đầu từ vụ đánh chìm soái hạm Moskva của hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 4 năm 2022. Hai tháng sau, Ukraine giải phóng đảo Rắn, một tiền đồn chiến lược quan trọng của Biển Đen, nằm cách Odessa khoảng 120 km về phía Tây Nam. Đến giữa mùa hè năm 2022, lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Crimea do Nga chiếm đóng với tần suất ngày càng đều đặn. Là thành phố lớn nhất ở miền nam Ukraine và là trụ sở của Hải quân Ukraine, Odessa là trung tâm của những nỗ lực này. Trận chiến Biển Đen đã leo thang đáng kể trong năm 2023. Trong khi sự chú ý của quốc tế tập trung vào các tiền tuyến, phần lớn là tĩnh lặng trong cuộc xâm lược của Nga ở miền Nam và miền Đông Ukraine, hạm đội Biển Đen của Nga đã bị đẩy ra khỏi Tây Bắc Biển Đen. Các tàu chiến rút lui trong những tháng gần đây khỏi cảng truyền thống Sevastopol ở Crimea do Nga chiếm đóng. Thành công này đã được chứng minh nhờ sự kết hợp giữa các cuộc đột kích táo bạo của biệt kích Ukraine và các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào lực lượng phòng không, trung tâm hậu cần và vận chuyển hàng hải của Nga. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái hải quân cải tiến mới và hỏa tiễn do phương Tây cung cấp để gây thiệt hại hoặc phá hủy danh sách ngày càng nhiều tàu Nga và tấn công các mục tiêu quan trọng, bao gồm cả trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga. Cảnh quay vệ tinh và báo cáo của truyền thông quốc tế vào đầu tháng 10 năm 2023 xác nhận phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã rút khỏi Crimea về các cảng Nga tương đối an toàn. Mặc dù còn quá sớm để Ukraine tuyên bố chiến thắng trong trận chiến Biển Đen, nhưng những thành công đạt được trong năm qua được cho là có tầm ảnh hưởng không kém phần quan trọng đối với cuộc chiến trên phạm vi rộng lớn hơn so với việc giải phóng khu vực Kharkiv và Kherson những tháng cuối năm 2022. Ngoài việc buộc hạm đội của Putin phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea do Nga chiếm đóng còn làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần cần thiết cho việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Điều quan trọng là Ukraine cũng đã có thể nới lỏng việc phong tỏa các cảng biển đen của nước này. Nga bắt đầu phong tỏa bờ biển Biển Đen của Ukraine ngay trước cuộc xâm lược toàn diện. Sự phong tỏa này đã được dỡ bỏ một phần nhờ thỏa thuận ngũ cốc Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 7 năm 2022. Nhưng Nga đã sớm cố gắng tận dụng việc tiếp tục tham gia vào thỏa thuận này để tống tiền cộng đồng quốc tế. Ukraine đã phản ứng trước động thái trơ trẽn này của Nga bằng cách đơn phương tuyên bố thiết lập hành lang hàng hải nhân đạo mới cho các tàu buôn đi đến và đi từ các cảng biển đen của Ukraine. Điều này là không thể tưởng tượng được trong những tháng đầu tiên Nga xâm lược, nhưng tiến bộ của Ukraine ở khu vực Biển Đen vào mùa hè năm 2023 đồng nghĩa với việc một hành lang mới là một khả năng thực tế. Đến đầu tháng 12 năm 2023, hơn 200 tàu đã đi qua hành lang nhân đạo Biển Đen của Ukraine, chở hơn 7 triệu tấn ngũ cốc, kim loại và các hàng hóa khác.
Việc mở lại các cảng biển đen của Ukraine tạo ra huyết mạch quan trọng cho nền kinh tế thời chiến đang bị tàn phá của đất nước, trong khi khối lượng hàng hóa hàng tháng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước chiến tranh. Dòng vận tải thương mại ổn định đang mang lại sự thúc đẩy đáng mừng cho GDP của Ukraine và mang lại hàng tỷ đô la tiền thuế. Nó cũng đang tiếp thêm sinh lực cho môi trường kinh doanh tại các thành phố cảng, bao gồm Odessa, cung cấp việc làm cho người dân địa phương trong nhiều ngành công nghiệp. Sự tiến bộ của Ukraine trên mặt trận Biển Đen trong cuộc chiến với Nga không thể được coi là điều hiển nhiên. Bất chấp hàng loạt thất bại về hải quân, Nga vẫn duy trì khả năng tấn công tàu bè và các cảng của Ukraine. Odessa đã bị ném bom liên tục kể từ mùa hè năm 2023. Với các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở cảng của thành phố, cùng với khu vực trung tâm thành phố lịch sử đã được UNESCO công nhận. Để giành chiến thắng trong trận Biển Đen, Ukraine cần nhận được thêm sự hỗ trợ từ các đối tác của mình. Yêu cầu cấp thiết nhất là bổ sung các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng và lãnh hải của Ukraine. Các thành phố như Odessa cần phải được bảo vệ nhiều hơn để hàng thương mại được tiếp tục. Hỏa tiễn tầm xa hơn cũng cần thiết để ngăn chặn tàu chiến Nga. Trên biển, những nỗ lực quốc tế hiện có nhằm dọn sạch mìn của Nga ở Biển Đen rất được hoan nghênh nhưng cần được mở rộng đáng kể. Một yếu tố quan trọng khác là bảo hiểm hàng hải. Một số sáng kiến đã được đưa ra nhằm cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở hàng phục vụ các cảng phía nam Ukraine, nhưng mức giá cao vẫn là một trở ngại. Trong khi chính quyền Ukraine đang cố gắng giải quyết vấn đề này, các đồng minh phương Tây của nước này có thể thực hiện các bước để tạo niềm tin lớn hơn nhiều cho các nhà cung cấp bảo hiểm toàn cầu. Việc duy trì các cảng của Ukraine mở cửa cho hoạt động kinh doanh có ý nghĩa về mặt kinh tế đối với các đối tác của Ukraine. Nó sẽ giúp họ tiết kiệm tiền về lâu dài bằng cách giảm bớt gánh nặng tài chính trong việc đáp ứng sự thiếu hụt ngân sách của Kyiv khi cuộc chiến với Nga tiếp tục diễn ra. Quan trọng hơn, nó còn thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới chiến thắng trong trận chiến Biển Đen, giúp Ukraine tiến gần hơn đến việc đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Thưa quý vị, bên cạnh hỏa tiễn tầm xa do các đồng minh phương Tây viện trợ, quan chức Ukraine hé lộ nước này đang nâng cấp hỏa tiễn hành trình Neptune tầm bắn mở rộng, có thể tập kích bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea. Theo giới quan sát, việc Kyiv tự chủ được việc sản xuất vũ khí tầm xa sẽ có lợi cho họ trong bối cảnh phương Tây ngày càng chần chừ trong việc viện trợ, đặc biệt là vũ khí tầm xa. Ngày 4 tháng 12, Trung tướng Ivan Gavriliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, một dự án đang được tiến hành để tạo ra hỏa tiễn Long Neptune. Đây là một phiên bản cải tiến kéo dài tầm bắn của tổ hợp Neptune. Trước đó, Lodz, cơ quan thiết kế của Ukraine chịu trách nhiệm về Neptune, trong nhiều tháng đã thử nghiệm những cải tiến cho thủy thần Neptune nhằm mở rộng tầm bắn của hỏa tiễn lên tới 400 km, tăng hơn 100 km so với tầm tấn công ban đầu. Nếu nỗ lực này thành công, phiên bản tầm xa của Neptune có thể vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea, thậm chí tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Do đây là hỏa tiễn nội địa do Ukraine tự phát triển, họ cũng không bị ràng buộc về việc không được phóng vũ khí vào Nga như những cam kết với phương Tây khi được viện trợ hỏa tiễn tầm xa. Neptune thu hút sự chú ý của giới chuyên gia quân sự từ tháng 4 năm 2022. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã dùng hai hỏa tiễn Neptune bắn vào sói hạm Moskva trên Biển Đen, khiến chiến hạm này bị chìm. Nga nói con tàu này bị chìm do hỏa hoạn bất ngờ, nhưng Mỹ đồng tình với tuyên bố của Ukraine rằng Kyiv đã dùng Neptune bắn vào tàu chiến của Moskva. Theo các tài liệu do Lodz công bố, Neptune là hỏa tiễn phòng thủ bờ biển được thiết kế để tấn công tàu chiến của đối phương với tầm bắn lên tới 306 km. Hỏa tiễn Neptune được phóng từ các ống gắn sâu xe tải cỡ lớn, có thể được bắn ở vị trí cách bờ biển khoảng 25 km. Từ đó cho phép phương tiện này ẩn náu tốt hơn trước tàu và máy bay trinh sát của đối phương. Mỗi xe tải có thể mang 4 hỏa tiễn hành trình chống hạm R-360 Neptune và có thể phóng trong vòng 15 phút kể từ khi xe vào vị trí. Sau đó, các xe tải có khả năng di chuyển với vận tốc 64 km/h trên đường bằng có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí khai hỏa mới. Mỗi hỏa tiễn Neptune mang đầu đạn nặng khoảng 150 kg và có tổng khối lượng khoảng 860 kg. Neptune có khả năng phá hủy các mục tiêu có trọng tải lên tới 5.000 tấn. Neptune có thể được triển khai trên tàu, trên bộ và bằng các bệ phóng trên không. Hỏa tiễn này được lực lượng vũ trang Ukraine chính thức tiếp nhận vào tháng 8 năm 2020 và đưa vào biên chế hồi tháng 3 năm 2021 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Dự án phát triển hỏa tiễn Neptune được khởi động từ năm 2014 sau khi Ukraine mất gần 80% số tàu hải quân trong sự kiện Nga sáp nhập Crimea.
Nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu hỏa tiễn hành trình do Nga chế tạo có tên là KH-35. Để tránh các loại vũ khí được thiết kế nhằm phát hiện và bắn hạ hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn Neptune bay ở tầm thấp, cách mặt biển chỉ khoảng 3-9 mét, khiến hỏa tiễn này khó có thể bị phát hiện trên radar khi bay đến gần. Đến với mặt trận phía Nam, nơi đang diễn ra các trận chiến cân não dọc theo hai bên bờ sông Dnipro, với mục tiêu tối thượng của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ và cô lập Crimea bị chiếm đóng. Theo cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen đã đối mặt với rắc rối lớn khi Ukraine tìm cách tấn công bất đối xứng nhằm vào cơ sở hạ tầng và vận chuyển quân sự của Moscow trong khu vực. Phát biểu tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ ở Washington DC hôm thứ Ba, Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống ở Kyiv, nói với những người tham dự rằng Ukraine vẫn đang giành được những chiến thắng bất chấp kết quả không mấy ấn tượng của hoạt động phản công bị đình trệ ở miền nam đất nước, vốn đã được tiến hành từ đầu tháng 6. Yermak nói, chúng tôi đã giải phóng 50% lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thực tế là ngày nay chúng tôi đang gây rắc rối lớn cho các hạm đội Nga ở Biển Đen. Theo trang web tình báo nguồn mở ORIS, ít nhất 19 tàu quân sự của Nga đã bị tấn công kể từ tháng 2 năm 2012, trong đó 12 chiếc đã bị phá hủy. Nổi bật trong số đó có cựu soái hạm Moskov của hạm đội Biển Đen, tàu ngầm tấn công Rostov-on-Don và tàu hộ tống Azovstal. Các cuộc tấn công của Ukraine cũng đã phá hủy các cơ sở ụ tàu quan trọng ở cảng Sevastopol của Crimea và phá hủy một phần tòa nhà trụ sở của hạm đội Biển Đen trong thành phố, nơi trong nhiều thập niên là trung tâm ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Ukraine không có lực lượng hải quân thông thường đáng chú ý, nhưng kho vũ khí máy bay không người lái, hỏa tiễn chống hạm và hỏa tiễn hành trình của nước này đã buộc các tàu Nga phải rời khỏi bờ biển phía nam của đất nước. Kyiv đã dập tắt mọi nguy cơ về một chiến dịch đổ bộ chống lại Odessa và các đơn vị hoạt động đặc biệt của nước này thậm chí còn có thể giải phóng các tiền đồn chiến lược ở Biển Đen. Andriy Zagoroniuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và hiện là cố vấn của Bộ Quốc phòng, trước đây nói, mục tiêu của họ về cơ bản là bóp nghẹt chúng tôi về mặt kinh tế. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là tiêu diệt hạm đội Biển Đen, phá hủy khả năng theo đuổi việc chiếm đóng Biển Đen và khôi phục tự do hàng hải của họ. Zagoroniuk nói thêm, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tiêu diệt hạm đội Biển Đen và cho quân xâm lược Nga biết rằng bất kỳ tàu mới nào trong khu vực sẽ đi theo những chiếc trước đó đi xuống đáy biển. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự của The Second Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.